các bạn yên tâm, không làm mấy bạn thất vọng nữa đâu. Ui! Nhanh quá, xuống đầu nó trơn xuống dưới. Chậm mà chắc à. Đó. Ôi ơi, bà không chậm mày đó. Bà không chậm. Bà phải dừng lại chứ. Ok các bạn, lại tiếp tục là một tựa game thử thách tình chị em của Phong Cận và Sammy. Ủa, khoan tự. Cái gì? Hơi sai sai. À, thử thách tình bạn bè của Phong Cận và Sammy. Ủa phải không ta? Ủa không đúng. Không. Thử thách gì ta? Thử thách gì ta? Thử thách gì ta? Thử thách cặp đôi. Thử thách hiểu nhau đó. À, thử thách hiểu nhau hả? À? Ok, đúng rồi. Ngày hôm nay lại tiếp tục là một tựa game thử thách hiểu nhau của Phong Cận và Sammy. Phong Cận và Sammy sẽ cùng nhau khinh một cái này là một cái bàn hay sao? Một cái bàn, và ở trên cái bàn này sẽ có một cái bình. Đó, bạn thấy không? Đó, một cái bình. Bình quý hiếm. Và cái đó, bình này nó sẽ rung lắc. Đó, bạn thấy không? Nó rung lắc kìa. Đó, 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 đó. Và... chỉ cần cái bình nó rơi xuống đất thì các bạn sẽ thua. Đấy, ok. Và các bạn sẽ phải chơi lại từ đầu. Và để coi liệu rằng là Phong Cận và Sammy có thắng hay không thì các bạn đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết các bạn đoán kết quả là có thắng hay không nha. Bạn nào đoán đúng thì tôi sẽ thả tim nha, ok. À, chắc nhiều ông nói sai em đó. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nào, let's go. Đây, bình màu xanh này đẹp nè. Ờ, bình màu xanh này đây, ok, đây để Phong lấy. Rồi, bây giờ là... cái bình nó cứ rung rung nhìn sợ quá ta. Ê, ê, ê. Bây giờ nè Phong nghĩ là Phong nên đi lui nè, Sam đi thẳng nè, đó mới an toàn. Ok đó. Đi cho nó đứng lại, cho nó đứng lại. Rồi nó đứng rồi, okay. Mà nó đứng rồi mà. Bây giờ nè Sam. Sam cứ đi thôi, từ từ. Rồi. Ủa lộn. Xong này vẫn chỉ có tôi đi thôi. Rồi đây đi nè, đó đó. Người ta chen. Đó. Người ta không sao Ủa mà sao bà cứ đi chậm quá vậy? Đây tôi đi nhanh mà, Ủa sao mấy cái cục gì vàng vàng kìa. Ê tiên lấm. Rồi làm mồi. Ủa gì vậy? Nó rung kìa, gì vậy nữa? Không có rồi, sao đâu, mình đứng hai bên, đứng hai bên. Ôi mình tính xong cái bình nó rung. Rồi, qua đi, qua đi. Qua nè. Ê, đứng yên đi. Con đứng yên mà. Ông xin lỗi đi. Từ từ, bình tĩnh. Rồi, ok. Chưa gì thấy em muốn chửi lộn rồi đó. Sam mày, Sam hung dữ quá à. Ông á, ông lì. Rồi, nè. Rồi. Rồi đó, ok, okay được. Đi. Đó, ok, né. Yeah. Sao cái bình... Ê, Sam ơi, sao không thấy cái bình đó, nó sắp giống kiểu nó sắp rơi ra ngoài. Cái bình nó không còn nằm ở, ở giữa cái tấm ván nữa rồi. Không quan trọng, là mình bưng về cho nó an toàn. Sam ơi, okay. Sam có thể nào đi nhanh xíu được không? Ông thấy nó rung không? Hả? Trời, nó rung quá trời luôn, bắt tôi đi là nó rơi. Bây giờ ông mà thấy nó rung mà phải đứng yên, hiểu không? Tại Phong thấy Sam cứ thắng lại á, mấy cái đoạn mà Sam thắng lại Phong sợ nó bị kiểu rơi á. Đó, bạn sao thấy không? Có hai bạn hồi nãy đi ngang qua, hai bạn ấy đi nhanh. Rồi chạy nha, chạy được. Nè. Chạy đi. Khi nào thấy nó rung quá thì dừng, Ok. Cái game này là nó hơi hồi hộp xíu các bạn đó, nói chung là đó. Mình vẫn có thể qua được. Chạy cùng lúc nó nhanh hơn. Đúng rồi đó, đúng rồi, mình phải chạy nhanh vậy nè, đúng rồi, đúng rồi Sam. Chạy đều. Đi đâu vậy? Hồi sinh. Không sao, mình có hồi sinh mà. À không, không được. Mình chơi hồi sinh là mình chơi gian các bạn, không được. Chơi từ đầu đi. Hồi nãy mình có día nè, mình có día cái bình màu xanh nè, nên là mình sẽ đi nhanh được. Mình phải đi đều, nó sẽ không rung các bạn ơi, nhìn thấy không? Đúng rồi, tại vì hồi nãy Sam cứ nhích từng bước á, cho nên là nó cứ rung quá, hiểu không? Đó, đi nhanh, đi nhanh lợi hơn mọi chỉ người ơi. Chỉ cần là đó. Sam canh làm sao để Sam không dặm bẫy hay là Sam bị rơi ở dưới là được, hiểu không? Đó, trời ơi. Cái bình nó rung kìa Sam ơi. Ông đi đều là nói tin ra mình đi rồi, nhắc chi đi đúng nhanh luôn á, nhìn nè. Rồi. Mượt dễ sợ chưa? Quá mượt luôn rồi, thấy cái bình không? Đó, nó không hề bị rung chuyển luôn các bạn đó. Rồi, lưu điểm hồi sinh rồi. Rồi, lưu điểm hồi sinh quá đỉnh. Rồi. Cái này là gì đây, thang máy vậy? Ê! Bây giờ không có cái bình màu xanh dí của mình, Sam ơi. Dạ rồi, giờ đợi người ta lấy. Mình lấy bình màu tím cũng được, Vô. Tím hả? Rồi, ok. Rồi, đi. Rồi, từ nha. Rồi, bây giờ mình đứng đây mình chờ thang máy nè. Chơi dành hàng nữa, người ta xếp hàng đi, trời ơi, đâu rớt thấy chưa, thấy chưa? Dành hàng chi á, bị ngã thấy không? Rồi, chưa, dành tiếp. Có hai ông chị nhanh cho cố vô. Rồi, đi. Đi thẳng luôn Sam, sợ gì? Ôi, trên thang máy, từ, thang máy, Sam ơi. Thang máy, lui lại. Cái nào thang máy là cái nào vậy? À cái đó hả? Đúng rồi, cái hố là thang máy đó. Trời ơi, Sam đứng ở dưới đó là nó bị đè lên cái bình là mình thua đấy. Trời ơi, càng lúc càng đông người, nè, có hai ông kia chơi ngu rồi. Đó, chưa.
bị kẹt luôn kìa. Từ từ Sám ơi, bình tĩnh. Rồi, ok. Rồi. Nói chưa? Cái chen hàng là auto rớt bình đó, thấy không? Đúng rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Chị Phong ơi, xong đứng đi như vậy. Từ từ, bình tĩnh. Ê! Ê! Trời ơi! Do ông nha, cái này do ông nha, ông từ từ nha ông nội. Ông từ từ nha ông nội, do ông nha. Xin lỗi. Ê, bình màu xanh dĩa. Đây. Ơi. Tại vì là Sammy phải chờ Phong từ từ rồi Phong mới di chuyển, hiểu không? Tại Phong chưa kịp gọi là biết di chuyển hay chưa. Ông hiểu không? Cái thằng mày nó rớt xuống á, ông hiểu không? Sao phải đếm 3, 2, 1 đi chứ. Đi, thằng mày đâu có đợi được mình đâu. Dạ, rồi thôi, xin lỗi Phong, xin lỗi. Ê, hay Phong quá, rồi, hay quá, Phong ơi. Bị kẹt ở dưới đây luôn. Hay quá. Thôi Phong xin lỗi mà. Xin lỗi hoài, tức quá à. Rồi, nhanh, thằng mày tới, lên luôn. Ôi, cái này không phải lỗi Phong nha, cái này không phải lỗi Phong nha. Cho ông đi mà ông xẹo qua bên thì nó mình nó xẹo rồi đúng không? Ok. Rồi lỗi phong Sam luôn đúng mấy bạn ạ. Sam luôn đúng nha. Đấy, tôi không bao giờ là ấy. Đó, thấy chưa cái gì? Sam đẩy Phong vô cái khe đó, Phong bị kẹt. Ông mà đó. Sam phải lui lại cho Phong đứng có ông, chỗ đứng ông chung đi trước chứ. Ông đi trước, tôi sẽ luôn đi sau. Rồi nhưng mà ông còn cỡ mà nói không? Ông đi trước đi. Đi nè. Rồi thì ông thấy bình nó sắp rơi không? Sao bà không đi? Thôi cho rơi đi, trời ơi cho nó rơi đi, bình sắp rơi rồi kìa. Vấn đề là sao không đi? Tại vì nãy sắp rớt rồi thôi. Rồi đi luôn, đi. Sam đừng có ca nhắc nữa, đi thẳng luôn. Ủa cái mình không bể cái sao? Ê, sao từ từ, bất tử ơi, mình bất tử ơi Sam ơi. Thử ơi. Mình cứ đi đi, mình kể cái bệnh đi, mình bất tử rồi. Ok, wow. Ăn gian được. Wow, mình với Sam nó bất tử bạn ơi. Ủa. Trời ơi, tôi tưởng tôi chơi ăn gian được các bạn ơi. Được, trời ơi. Mình màu tím có dĩa hơn. Đâu, Kurumi đúng không? Đúng rồi, mình Kurumi á. Một cái bạn này định giành luôn á. Chắc là thấy tôi đẹp trai quá tính vô giành thi chung đó, hiểu không? Đó. Trời ơi, sao Phong với Sam cứ ngừng lại là bị ngã cái bình vậy ta? Hôm nay tôi đẹp trai xong cái rớt luôn, không thấy hay không? Game nó phản đối sự đẹp trai của Phong. Trời ơi, cái gì vậy? Màu xanh kìa. Trời ơi, hai bạn này giành mất cái bình màu xanh của tôi rồi. Phải lấy bình màu xanh bạn ơi, màu xanh là dĩa nè. Đúng rồi, bình màu xanh là dĩa. Thôi chờ mấy bạn khác lấy cái bình khác đi rồi mình là cái gì vậy? Sao cái gì vậy? Dạy dạy chứ gì? Sao cái chân của bạn kia nhìn ghê quá vậy? Từ từ nha. Bây giờ bình màu xanh dĩa chúng ta không thể nào để dĩa chúng dĩa, ta bị bẫy. Dĩa. Rồi. Trời ơi, sao mà tự nhiên giờ Phong với Sam không bắt đầu không hiểu với nhau vậy nha. Thôi giờ bình nào cũng được là bình, không hiểu không? Giờ hết dĩa rồi đó. Rồi vô. Đi. Bây giờ cái đoạn này mình cứ đi từ từ đi. Đoạn này chắc Phong nghĩ mình đi từ từ đi cho chắc. Rồi, giờ tớ. Trời ơi. Gì? Hiểu nhau chưa? Xin lỗi. Rồi đi nè. Cùng nhau chạy phải cùng nhau chạy. Ngưng nè. Rồi, đó. Ok. Rồi, từ từ. Ê, từ từ. Trời ơi, Phong đã đứng im rồi nha. Tôi đứng la Phong nha. Tôi không la ông. Chạy nhanh thì nó không sao nha. Ưa, đi, chạy nhanh. Ôi, cho Phong lên với. Phong chưa kịp lên nữa. Trời ơi, mới lên thôi là rớt cái bình rồi. Ủa sao mà tự nhiên qua đến màn này Phong với Sam bắt đầu thấy khó à Sam? Rồi, từ từ. Đi. Rồi qua nè. Đứng im. Phong đã đứng im rồi nha. Ông đẩy tôi nha. Đẩy cái gì? Tại Sam chui vô chứ ai đẩy? Ông đừng có mà đi kiểu dính chắc chắc là nó rớt vô, ông đi mà tôi thẳng thôi, hiểu không? Từ từ, chờ hang máy nó xuống. Rồi, sao đèn này bắt đầu thấy nó khó, bạn, cái đèn này bắt đầu thấy nó khó nha bạn. Trời là trời, sao đừng có nhúc nhích, sao? Phong sợ quá sao? Tôi đang rồi, ông xích tới cho nhanh, ông đừng để tôi gấp lắc, chân này nguy hiểm quá à. Xích tới là sao? Xích tới miếng đó, đi, rồi. Rồi đó, được chưa? Rồi, ok, đi. Lên nè. Rồi, ok. Ồ, sợ quá. Mấy bạn xem video này mấy bạn có cảm thấy hồi hộp giống tôi không? Kiểu mấy bạn sẽ nghĩ là rớt đi kiểu vậy. Tới Phong ơi. Đi luôn nè, lưu điểm hỏi sinh rồi mới được ngã nha. Nhanh Phong ơi. Đi nè. Phong vẫn đi mà. Rồi, lưu điểm hỏi sinh là tính sau. Sam cứ đi thẳng chứ... á, Sam mới đúng rồi, phải đi, Phong thấy Sam cứ cài giật kìa. Tôi đang chạy từ cái này nó. Thì Phong vẫn đang chạy mà. Ơi từ từ. Nhấn C kìa. Rồi, ok. Đồng xuống nhìn buồn cười quá vậy. Rồi, ok, đừng làm rớt bình nha. Ê, sao mình không thấy để lùng lùng vậy, mình dễ đi hơn sao? Thật hả? Ừ, mình đi kiểu lùng lùng vậy đi. Rồi, cái này khó gì, nguy hiểm gì. Từ từ, 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 từ từ
Tôi đang đứng yên. Bình cứ đung okay. Kìa, trời ơi. Mấy bạn coi video, mấy bạn có hồi hộp giống tôi không? Em đứng đi vô nhanh được không? Đi nè. Đứng yên. Để tôi đứng yên đi. Ông class tôi đi. Không kéo sao qua. Tôi nghĩ là cái này nó không rung luôn nào, thấy không? Không biết rung rồi luôn á. Rồi. Sao xăm nặng, sao xăm ăn với xăm nặng vậy? Nặng vậy, trời ơi. Ê! No! Hồi sinh thôi, tôi không muốn đi lại đâu bạn. Hồi sinh đi. Để này xin phép bạn cho hồi sinh nha. Để này xin phép bạn cho hồi sinh nha. Chúng tôi không thể nào đi lại đằng này được. Mấy bạn không cho hồi sinh là chúng tôi cầu xin với bạn luôn đó. Ok. Không, ăn quá luôn. Chạy nhanh nào nó. Hồi sinh tiếp chứ phải là trở lại là xong luôn. Lại. Rồi, hứa hồi sinh lần này lần cuối nha bạn. Hồi sinh lần này lần cuối luôn nè, hứa luôn nè. Rồi đi xa bay. Không làm. Cho thêm cái lần cuối nữa nha bạn. Lần này lần cuối luôn á. Lần cuối luôn nha Sam, nhớ nha Sam. Tôi không biết nói gì nữa Phong ơi. Ủa qua màn rồi, có màn rồi. Đi. Sao đi trước đi. Chạy nha. Ủa cái cây. Cái cây. Dạ, trời ơi, bây giờ mà hồi sinh thêm lần nữa là kỳ lắm luôn á Sam. Ủa, trời ơi, lỡ bấm vô nút hồi sinh rồi. Thôi lỡ bấm mày cho mình hồi sinh lần nữa nha bạn. Cái này là lỡ bấm á, trời ơi. Rồi, không sao mà chơi này tôi hồi sinh vậy. Tại vì sao không chơi lại nhiều lắm, lâu quá bạn ơi. Clip bị lâu quá nên là tụi mình chơi hồi sinh bình thường á, có gì thôi, đâu. Ôi, không hồi sinh nữa nha. Trời ơi, chơi hồi sinh là nhanh đó. Tôi chơi hồi sinh biết, trời ơi. Trời ơi, mình không thể nào lương lẹo gì được, bạn hiểu không? Mình không thể nào lương lẹo gì lên được. Kia là băng, lên kia là băng nha, lên kia là băng nha, băng á. Trời ơi. Cho phóng lên. Rồi. Ê, mình dịch sẵn đây. Rồi. Ông dịch qua đi. Rồi đó. Rồi ok. Người bị té nha, từ. Rồi, ok. Rồi. Bây giờ đi thẳng nha Sam. Đi nè. Đi luôn nè. Đi kiểu gì? Rồi. Hồi sinh kìa. Nhanh lên. Đi nhanh nè, con đang đi nè. Đó là ông đang class đi, là ông Sam vô. Sam đang lùi á. Ông nhanh ship đi. Ship gì? Trời. Ship là sao? Đi nè, ship là chạy nhanh hơn. Có đâu, có nhanh hơn đâu. Lộn. Ủa, tôi thường đi chạy bằng cái ship mà. Rồi, bà thấy mà có nhanh hơn không? Bà thử bà nhấn ship, có thấy nhanh hơn không? Đây, không phải nhấn control. Thử à, nha, không, hai ba. Đó, thấy không? Làm gì nhanh hơn đâu. Cái gì? Chân. Từ. Không, mình quên mất bạn ạ. Sammy luôn đúng, mình sai rồi. Mình không được cãi Sam vậy, bạn hiểu không? Rồi. Em mượt nha. Lỗi Sam nha. Mượt nha. Mượt mà. Tôi thấy bắt đầu không mượt lắm nha, tôi thấy mua không mượt lắm nha. Rồi, qua được, không sao, qua được mà. Rồi, ok, em lên băng, hình như mình là người đầu tiên đi băng luôn á mọi người. Wow, hình như là chưa gặp đâu ở đây luôn á. Ui, gì rung dữ vậy? Động đất hay gì rung dữ vậy? Ủa, tôi không có làm gì đâu, sao rung dữ vậy ta? Con nghĩ tôi đứng yên là ăn con. Thôi, sao phải đi? Phong kéo Sam chậm lắm, lâu lắm. Rồi, né mấy cục đá ra nè. Ôi! Chỗ này nó nghiêng quá à. À khoan, chỗ này là Phong phải ngồi xuống á. Ngồi xuống đợi dốc quá bạn. Phong phải ngồi xuống nè, quên. Nói chung là ngang nghe là có kỹ năng hết rồi mấy bạn ơi. Lần này là có kỹ năng rồi nha, giờ là biết rồi đó. Mấy bạn yên tâm, không làm mấy bạn thất vọng nữa đâu. Rồi. Nhanh quá, sống đầu nó trơn xuống dưới luôn. Chậm mà chắc mà... Đó. Ôi ơi, bà không chậm mày đó. Bà phải dừng lại chứ. Cái chỗ nó trơn lắm Sam ơi, trơn lắm. Rồi, chậm lại, dừng, cái chân tung. Ủa sao tự rớt vậy? Từ từ nó nhảy xuống vậy? Hơi ảo nha, nó tự gây, ngã nha. Thời gian đang đứng yên, tự nhiên nó nhảy xuống vậy đó. Trời ơi, mình đúng ảo luôn, tự nhiên nó nhảy xuống vậy đó. Bây giờ mình thử ngồi xuống đi Sam. Ngồi xuống hả? Ok. Ngồi xuống vậy nó sẽ đỡ cái tầm cao, mình sẽ thấy an tâm hơn. Rồi né cục đá. Dừng, đừng đi nữa. Tôi dừng rồi. Sao phải lùi lại? Sao cứ đi hoài? Tôi lùi lại rồi, nó dừng yên à. À ok, giờ lỗi Phong rồi. Không phải, nó là lỗi cái game này. À lỗi game này à. Ông ngồi xuống đi. Quên, ngồi xuống. Rồi đi. Rồi, giờ đi, tôi đi từ từ, tôi đi từ từ, tôi dắt chắc từng cái cho chắc. Rồi bây giờ là cái cầu này khó đi nè, phải đi từ từ nè. Cầu này mình cứ đi từ từ thôi, qua cầu này mình đi thoải mái. Rồi, đi, qua Sam, đi luôn. Rồi, đây. Ê rớt á. Ơi, cái chừng rớt nha, chừng rớt nha. Rồi, ok. Ôi, cái bình trong kia. Rồi, ok. Sam đoạn này là đến cái đoạn dốc kia là Sam phải đứng lên nha. Từ từ. Rồi, okay. Rồi đi. Đó, trời ơi, mấy bạn xem mấy bạn có thấy hồi hộp không chứ tôi chết. Rồi, đi mép ngoài kia. Ủa, nguy hiểm quá vậy? Thôi Sam, Sam đứng im đi để Phong kéo Sam cho nó nhanh. Ok, qua kia. Phong nghĩ là Phong kéo Sam vậy nó an toàn hơn á Sam.
Ui cái bình nó đang nghiêng lắm luôn các bạn. Rồi. Gây hồi hộp quá. Cái này đâu phải là mình với Phong giao đâu. Cái này là Phong giao bình với mình đứng nghiêng các bạn không? Kéo đi. Oh. Yeah, em bàn rồi. Trời cái gì mà ác quá vậy? Cái gì ác quá vậy? Đi đi Sam ơi, đi đi trời cái gì đây? Chạy nha, cái này chạy nha. Từ cái này phải chạy nha, từ từ nha, từ từ nha, từ 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 từ. Để xem có cái vòng tròn nó như thế nào đã, từ từ. Đâu nó đó, nó có cái nhịp, nó có cái nhịp rồi. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nha, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Nè nè nè, mình đây nè, mình đây nha. Đi nè. Đi. Ủa? Sao Sam đi Sam? Đi Sam. Tôi đi. Tôi đi rồi, tôi đi rồi, tôi đi rồi. Hồi sinh đi, hồi sinh đi, hồi sinh đi, khó quá. Hồi sinh hả? Không được, không được, không được hồi sinh. Sao sao con chuột của Phong nó tự cử động nè Sam ơi. Ui nó tự bấm vô chữ hồi sinh nè. Trời ơi. Trời ơi, máy tính bị ma nhập rồi. Ê nhưng mà cái map này nó không qua được nè, từ từ nha. Ủa bạn ơi, cái này là máy tính mình nó bị gì các bạn, tự nhiên tự bấm cái chữ hồi sinh luôn. Mình không biết nha. Khó nha, gì mặt bên kia thì mặt bên này là ổn. Đi nè, đi nè, đi nè, thời gian này đi luôn nè. Rồi đi 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 luôn Sam, đi luôn Sam. Đang chạy đi Phong chạy đi, Phong đang. Đang chạy ba, Phong đang chạy ba, Phong đang chạy ba. Ông đi bộ, ông chạy nhanh lên. Trời ơi, qua đến bên đây rồi mà vẫn bị rơi thôi không sao. Hồi sinh là qua. Hồi sinh là qua. Đó, hay chưa? Qua liền. Ơi, tính ra từ nãy giờ bọn mình hồi sinh hơi nhiều quá Sam. Ê, mình lụm tiền như này là thôi cái tiền nó kệ đi, kệ đi khỏi lụm. Ê, ông nội, ông nội. Qua luôn. Ôi. Ôi cái điểm hồi sinh trước mặt luôn kìa. Trời ơi. Ôi hồi sinh trước mặt luôn kìa. Ơi, mình nghĩ là mình với Sam chắc thất bại trong thử thách này quá. Từ nãy giờ là tôi hồi sinh hết luôn Robux của tôi rồi. Tôi hồi sinh hết Robux của tôi luôn rồi các bạn. Từ từ. Ê từ từ cứ qua vậy các bạn. Sam ơi phòng hết Robux rồi Sam. 29 Robux làm thế ghê. Đúng là bà hoàng Robux Sammy. Rồi qua luôn. Ôi ơi. Không sao, không sao. Hồi sinh là qua màn. Cái này mình không chơi Robux khó lắm, thật sự. Đó, qua màn rồi. Yeah. Yeah. Chúng ta đến đi. Màn cuối cùng. Ê, tôi đất rồi hả? Đích rồi, yeah. Cái này có mình xôn nè. À, thật ra nha bạn là cái này vẫn được tính là chiến thắng đúng không? Chỉ là do là dùng mà hơi nhiều tiểu xảo xíu thôi. Nói chung là do mình có Robux thì mình xài thôi, chứ ai cấm đâu đúng không? Đúng rồi, không ai cấm hết. Bây giờ mình thấy rung lắc cái bình này thoải mái sao mày? Trời ơi, giờ khỏi sợ gì nữa rồi. Đó, ok bạn, yeah. Thì mấy bạn thấy gọi là phá đạo, người mà nó phá đạo game gì ta bưng bình đó. Mấy bạn thấy mình và Sammy trong trò chơi này bọn mình liệu rằng có ăn ý với nhau không, có gọi là hợp ý nhau không, thì bạn đừng quên là comment xuống bên dưới nha. Mấy bạn cảm nhận rằng là bọn mình hiểu nhau bao nhiêu phần trăm, mấy bạn đừng quên là comment xuống bên dưới luôn nha. Ok, mình sẽ coi bạn nào comment gọi là mình thấy hay nhất thì mình sẽ thả tim nha. Ok, còn bây giờ thì chắc video này cái này cũng rất là dài rồi, tôi nghĩ tôi sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu bạn nào thích video này đừng quên hãy để lại cho video này một like và nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho mình, và đừng quên là đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye.